Xin chào tất cả các bạn, mình là hỗ trợ đồ án công nghệ thông tin đây. Thì hôm nay mình và các bạn chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái đồ án tốt nghiệp của tên đề tài là nghiên cứu ứng dụng phần mềm NetEase trong giám sát an ninh mạng. Thì một cái đồ án này thì mình đã làm cách đây là 2 tháng trước và đến bây giờ đã hoàn thiện. Thì đồ án này sẽ gồm là 3 chương. Thì ở chương thứ nhất chúng ta sẽ đi là tổng quan về hệ thống giám sát an ninh mạng. Thì cái này cũng là phần lý thuyết thôi. Cái này các bạn có thể lên trên mạng tra hoặc là có rất nhiều tài liệu tham khảo. Có 3 bài toán giám sát cần giải quyết này, các quy tắc khi thiết kế một hệ thống giám sát an ninh mạng này. Giao thức giám sát mạng này, được chưa? Cơ chế bảo mật này, rồi hai phương thức giám sát cơ bản này, bầu và led này. Rồi chúng ta sẽ đi về chương 2 là cái phần chính của cái này là giới thiệu phần mềm mã nguồn mở giám sát mạng NetEase. NetEase thì ở đây chúng ta sẽ đi giới thiệu về phần mềm này, cài đặt phần mềm NetEase này, được chưa? Xong cuối cùng ta đi kết luận và cuối cùng là thử nghiệm triển khai cái giải pháp đảm bảo an ninh mạng sử dụng NetEase. Chúng ta sẽ có mô hình triển khai. Trong khi xây dựng được mô hình triển khai, chúng ta đi triển khai hệ thống thử nghiệm và cuối cùng là đánh giá cái kết quả triển khai hệ thống này thử nghiệm vào thực tế xem nó có khả dụng hay không, nó có điểm mạnh gì và những khó khăn gì. Và chúng ta sẽ đi vào phần thứ hai đi, chúng ta sẽ biết cái NetEase là cái gì. Đó là một công cụ phần mềm mã nguồn mở, được chưa? Đó thì đây là một kiến trúc của hệ thống giám sát mạng NetEase, có rất nhiều thành phần web GUI API, được chưa? Này nó sẽ xây dựng trên PHP và JavaScript. Đó có cơ chế hoạt động. Cơ chế hoạt động thì nó sẽ giống như các mã nguồn mở khác, giám sát mã khác thôi. Bắt đầu thu thập dữ liệu và cuối cùng là nó qua một số các bước thì nó sẽ hiện ra các cảnh báo và lưu thông tin vào database. Cuối cùng là chúng ta sẽ đi vào phần trong đồ án này sẽ có một mô hình như sau. Rồi, cái laptop này là máy chủ giám sát sử dụng công nghệ hóa bằng phần mềm VMware. Cái này chúng ta sẽ cài đặt cái phần mềm này trên CentOS 7 để cho cài đặt phần mềm giám sát NetEase. Đó, thiết bị giám sát mình sẽ giám sát sổ bit 2.0, cái này thì mình phải giả lập nhé. Và server Win server 2008 phải là dịch vụ quyết như trong đây thôi, được chưa? Đó thì một số cái phần ở đây rồi, rất đầy đủ và chi tiết. Đó thì đây là một đồ án của bên Học viện Kỹ thuật Mật mã, thì ở đây là chuyên về an toàn bảo mật rồi, thì đồ án này được đánh giá khá là cao. Đó và số điểm của bạn đấy là được có 7.8, tuy là không phải số điểm xuất sắc nhưng mà về một cái đồ án mà gọi là giám sát linh mạng như thế này gọi là rất tốt rồi. Và đây là video demo. Đó, video demo dài là tận 7 phút liền, khá là dài và chi tiết. Đó. Đó. Thì trên đây là toàn bộ là mình giới thiệu cho các bạn về cái đề tài giám sát an ninh mạng. Thì bạn nào có nhu cầu cần mình làm đề tài về giám sát an ninh mạng có thể liên hệ về đến bên mình. Thì rất vui được làm việc cùng các bạn.